Ok cho anh em à, hôm nay lại gửi cho mọi người ít cần câu nha mọi người. Thì đa phần những cây này sẽ là những cây cần cho anh em câu ngâm, câu lăn xê, câu trên ghe, trên bè đó. Có những cây giống như cắm gốc thế này nè, chuyên về cho anh em câu trên bè nhé, trên bè, trên ghe. Bên đây là những cây cần chuyên về cho anh em câu lăn xê, câu ngâm. Có những cây cây cuối cùng này mọi người, cây này cứng 200, chuyên về chuyên cho anh em câu đáy, câu máy điện nhé. Rồi để mình lên cụ thể từng món cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không lắp sắp lên á thì anh em kể cho shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Ok đi gửi mọi người cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho mọi người là một cây cần câu ngâm nhé, cây câu ngâm. Thì cái này một cây cần carbon nha anh em, cần carbon đây à, sẵn nhé, phôi carbon à, phen là phen hãng nha mọi người, phen hãng à, cần màu đỏ. Bát của càng sẽ là bát Fuji nha anh em, bát Fuji đây. Đó. Đây cán là cán mút. Đó. Thì cái này cứng 30, dài là 2m1 và cái này nặng là 190g, đọt của nó sẽ là 2 ly 2. Đó. Cây cứng 30, chuyên về cho anh em màu con ngâm, có trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Bu này bu Fuji. Đó. Càng tổng thể ngoại hình thì còn khá ok đó, nó không có xây xác nhiều, xây xác cái này một tí thôi đó, nhưng mà tổng thể còn đẹp. Cây được sản xuất tại China nha anh em, bên China đó, thằng VinFast. Càng nhìn tổng thể còn đẹp nha anh em đó. Cái này câu mè, câu mấy cá trắng ngon lành đó. Hôm nay anh em qua trên bè đó, câu mấy cá lặt vặt. Rồi giá công khai cây số 1 giá là 350k nha nè, 350k cộng chip cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 gửi cho mọi người là một cây cần 2 khúc. Cây này của Gromit. Đây, Gromit nha mọi người. Thì cây này vẫn là một cây cần carbon nha anh em. Đây, cần carbon. Đó. Cán vẫn là cán mút. Đó. Phen sẽ là phen xít mà phen này phen hãng nha anh em. Đó, phen xít hãng. Bát là bát Fuji. Đó. Đây. Xít. Cần thì tổng thể ngoại hình còn từ ló sáng nhé. Đó. Thì cái này vẫn là cứng 30 và dài 2m1 nha mọi người. Cứng 30 và 2m1. Đây, cần tương đối sáng. Rất ok nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 220g, đọt của nó sẽ là hào, đọt của nó sẽ là 1 ly 8, dài 2m1, cứng 30. Đó, vẫn chuyên về cho anh em câu ngâm, câu lăn xê nhé. Rồi, giá công khai cây số 2, giá cũng là 350k nha anh em, 350k cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 gửi cho mọi người là một cây cần cắm gốc nhé, một cây cắm gốc. Phôi nó là vẫn là phôi carbon nha anh em. Như là khúc này là khúc đặc nha anh em, đọt là đọt đặc nhé, đọt đặc, cầm khá là đầm tay, đọt đặc nha mọi người. Đó, đây, cản là con mút. Cần thì cái này dài 1m9 nha anh em, tên của nó đây, đó, cái tem. Thì anh em yên tâm, mấy cái này thì mình vẫn lấy từ thị trường Nhật về hết nhé. Đây, phen này phen hãng nha mọi người, phen hãng. Bát của cần sẽ là bát Fuji. Cần tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp, keo chỉ mà nguyên zin. Đó. Một cái cắm gốc. Đó, ok nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 348g, đọt của nó sẽ là 2 ly và cái này là đọt nguyên cây đọt đặc nha anh em. Nên độ cứng của nó sẽ cứng đều vô trong. Cứng ra tầm khoảng 50-80. Đây, đọt nó khá là nảy nhưng mà nó dạng cứng đều ở trong nha anh em. À, vô càng vô trong nó càng cứng nên anh em tải cá thả ga nhé. Vì cây này nguyên cây đọt đặc nên anh em đánh bạo lực ngon lành. Đó. Đọt cứng ra tầm khoảng 50-80 nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 550k cộng ship nhé. 550k cộng ship cây số 3, một cây càng khá là ok nhé. Tiếp theo cây số 4. Cái số 4 thì gửi cho anh em chuyên về dạng cho anh em nào sưu tầm đó, thích hàng độc lạ không anh em dạng câu bạo lực nhé. Đây mình soi nguyên cây cần cho anh em xem. Đây cản là cản mái chèo nè, còn rất là đẹp nè. Cây này thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì dạng chưa sử dụng luôn. Bát Fuji nè, Japan. Thì cây này một cây Alpha Taco
À, cần nội địa nha anh em, cần nội địa. À, khúc này là khúc carbon nha anh em, khúc này khúc carbon. À, phen là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji. À, phen biển. Và cái này một cái cần rút nè. À, nó rút ra thế này. À, cần rút mà dạng rút bạo lực nha anh em. Đây. À, đó, thế này. À, cần rất là mới. Đọt trên đây sẽ là đọt đặc nha anh em, đọt đặc. Cái này rất là cứng. Cái này nó cứng theo thông số thì nó cứng ra tầm khoảng 100 đến 100 gửi nha anh em. À, cứng ra tầm khoảng 100 đến 100 gửi. Anh em, phen nó rất ok nhá, phen cũ xị hết. Đây, phen thế này thì rất là mới nha mọi người. Đó. Cái này anh em nào thích độc lạ sưu tầm nè, anh em dạng câu mà câu bạo lực dữ lắm luôn á thì sẽ lấy cái này. Vì cái này nó nặng là 355 g, độc của nó sẽ là 3 ly 3. Và cái này nó cứng ra tầm khoảng là 100 đến 100 gửi nha anh em. Rất là cứng, Alpha Taco, hàng nội địa. Rồi. Thì cái này nó dài sẽ là 1m5 nha anh em, dài 1m5. Rồi, giá công khai kích số 4, giá sẽ là 550k luôn nha anh em, 550k kích số 4. Một cây gút nhé. Dạng gút hai khúc. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 gửi cho người vẫn một cây cần cắm gốc. Đây, đây một cây cắm gốc hàng của Alpha Taco nha anh em, Alpha Taco. Cái này vẫn là một cây đọt đặc nha anh em. Đó, đọt này, khúc nguyên khúc đặc nhé. Thì mấy cây đặc này thì rất là nhiều anh em nhận mình. Đó, vì nó câu dạng nó bền bỉ nhá. Và cái này đặc biệt sổ bộ phen rất là xịn luôn. Đây, đây là phen Fuji Sit nha mọi người. Đó, Fuji Sit. Đó, sổ bóng lưỡng nè mọi người. Đó. Fuji nhá. Đây. Nguyên bộ Fuji Sit này thì có thể bằng tiền cây cần này luôn. Đó. Phen rất là xịn. À, bát của nó sẽ là bát Fuji. Đây, phen Sit nha mọi người. Đó. Đây. Tổng thể quá hình thì còn tương đối sáng, mới đẹp. Đó. Bu là bu chống sắn luôn. Đó. Keo chỉ thì cây này nguyên zin hết nha mọi người, nguyên zin hết. Thì cây này nó nặng sẽ là 330 g, đọt của nó sẽ là 2 ly 1, độ cứng của nó sẽ rơi tầm khoảng 50-80 nha anh em. Vì cái này đọt đặc nên độ cứng nó sẽ chảy đều vô trong. Đó. Độ nảy nó cực kỳ tốt luôn mọi người. Đây thấy không? Đó, cực kỳ tốt. Cái này thì chuyên về cho anh em nào câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nhé. Độ dài của nó sẽ là 1m8. Đó. Gót linh nha mọi người. Đó. Thì cần thì được sản xuất tại China. Đây, bên China, Alpha Taco. Thì cái này vẫn lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Đó. Chất lượng thì anh em yên tâm. Đó. Thì bộ phen của cần nhìn là uy tín đây. Đó. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 650k nha anh em. 650k cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho người vẫn một cây cần cắm gốc. Đây, một cây cắm gốc nha mọi người. Tên của nó đây mọi người. Artist nè mọi người. Đó. Thì cái này dài là 1m8 nha anh em, dài 1m8. Đọt cái này vẫn là đọt đặc. Đó. Gốc như đây sẽ là gốc carbon. Đây. Phen cần vẫn là phen xít nha anh em. Đó, phen xít xịn sò nha mọi người. Đây, rất là xịn. Bát là bát Fuji tem vàng. Đó, cây này thì còn tương đối mới. Đây. Tương đối mới và đẹp nhé. Thì cái này nặng là 280 g. Đọt của nó sẽ là 1 ly 7 thôi nha anh em. Đọt 1 ly 7. Và cái này đọt đặc nên độ cứng nó cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Cứng ra tầm khoảng 50. Đây, buông chống sẵn. Keo chỉ cái này thì nguyên zin. Đó, cái này tương đối đẹp nha mọi người. Đó. Anh em câu trên bè trên thuyền thì dứt cái này về. Đây. Tương đối đẹp. Đây. Ok nha anh em. Đẹp nhá. Tem nữa đây. Đó. Nguyên cây đặc này luôn. Đó, anh em về câu thả ra. Rất là xịn. Cây số 6 giá công khai là 750k nha anh em. Đây, đọt nó rất là nảy nha mọi người. Đó. Mấy cái đọt này thì cả đụng vô cái là anh em phát tín hiệu rất là tốt liền. Đó. Đó, anh em câu trên bè ghe, trên bè rất là ngon lành. Đó, ngon lành nhé. Rồi, giá hai cây số 6 giá sẽ là 700k. Tiếp theo qua đây. Qua đây sẽ là những cây cặn tương đối là ok tí. Tiếp theo sẽ là cây số 7.
Cây số 7 gửi cho người là một cây cần của Daiwa nha anh em. Đây một cây cần Daiwa. Phôi cần sẽ là phôi carbon nha mọi người, phôi cần sẽ là phôi carbon. Đây. Mọi người, một cây Daiwa hàng được sản xuất tại Korea, xuất cái thị trường Nhật. Và cái này độ dài của nó thì thuộc dạng hiếm mày. Đó, độ dài của nó là 1m55 nha anh em, 1m55. Đó, mấy cây này thì anh em nào câu trên thuyền, câu trên cano, trên bè rất là thích. Đó. Fan của nó thì cũng là một loại fan rất là đặc biệt, fan này fan Fuji Shit, fan nòng súng nha mọi người. Đây. Fuji nha, Shit nha mọi người. Fan rất là mới. Nói chung là cây này lấy về thì nhìn còn rất là mới và đẹp. Đó. Cán là cán mút, phôi là phôi carbon. Đó. Bát là bát Fuji, còn rất là mới luôn. Đó. Đọt cái này sẽ là đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Tăng chịu tải cái cần lên. Đó, đây. Đó, cần rất là đẹp. Đó, cần thì nguyên xin nha anh em. Rất ok. Đó, phen phen xít, phen nòng súng ngon lành, xịn xò. Phôi carbon sẵn nha. Thì cái này nó nặng là 198g, đọt của nó sẽ là 2.7, độ cứng của nó ra tầm khoảng 50-80. Đó, cho anh em câu ngâm, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đây, thế này, gặp này thế này, đó, rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái số 7, giá công khai là 1.2 nha nè, 1.2 cộng ship cái số 7, một cây độ cứng ra tầm khoảng 50-80 nhé, cũng tương đối cứng. À, cho anh em câu trên ghe trên bè nhé. 1m5 này thì câu trên ghe trên bè thì rất là dễ xây chuyển cho mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho mọi người vẫn là một cây cần dạng thuộc dạng hàng hệ. Đây. Đây là một cây cần của hãng Alpha Taco. Đây một cây Alpha Taco. Phen của cần vẫn là phen Pusisit nòng súng nha anh em. Phen Pusisit nòng súng. Phôi cần vẫn là phôi carbon. Đó. Đây mọi người. Xít nòng súng nha, càng rất là đẹp. Cái này cũng còn ngoại hình cũng còn rất là đẹp. Ngoại hình theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó ra tầm khoảng 90-95%. À, rất là đẹp nhé. Bát cần sẽ là bát Fuji. À, đây, nhìn cái bát là uy tín lên, à, sạch sẽ đẹp đẽ. Phen dẫn đây mọi người. À. Đây. Thì cái này một cây Alpha Taco cứng 30, dài 1m8. Nặng sẽ là 265g, đọt của cần sẽ là 2.1 nha anh em, đọt 2.1. Đó. Cứng 30 mà dài 1m8 thì anh em có cảm giác còn gì bằng anh em. Đó. Rất là phê nhé. Thì cái Alpha Taco này được sản xuất tại China nha anh em, đây bên China. Đây. Cái nước sơn của nó nhìn rất là đẹp luôn nè. Đó. Xuất sắc nha, mấy cây này ra nắng này rất là đẹp. Đó, xịn sò. Kèo chỉ nguyên xin hết luôn. Đó. Rồi giá công khai cây số giá công khai cây số 8 dài 1m8, giá là 1.2 luôn nha anh em, 1.2 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 gửi cho mọi người là một cây hàng hệ. Đó, một cây Daiwa hàng hệ. Đây một cây Daiwa Gromex cặp quan biết cơ nha anh em. Đây carbon sẵn hai da thì cái này dài 1m8 nha mọi người. Đây đây qua dài 1m8, cứng là cứng 100. Đó. Phôi là phôi sẵn ít vẫy cá. Phen là phen Fuji lỗi xám. Bát là bát đời cao, bát của tay qua. Đây. Đây phôi sẵn rất đẹp. Thì đây một cây cần cắm gốc nha mọi người, một cây cắm gốc nhìn cực kỳ đẹp luôn. À, cái này đánh giá cảm quan cá nhân ra tầm khoảng 90-95% nha, rất là đẹp. Đây phen Fuji lõi xám, phen chưa có dấu hiệu gà ten luôn mọi người. À, rất là đẹp. Đọt sẽ là đọt thấp, tăng độ tải của cây cần lên. Đó. Thì cái này nặng là 258g. 258g, đọt của nó sẽ là 2.1, đọt của nó sẽ là 2.2 nha anh em, đọt 2.2, cứng là cứng 100. Đây rất là đẹp. Đây xịn sò nhé.
Ok, cam bóc của Daiwa rất là ok. Bát tờ cao Daiwa, hồi là coi carbon bít cơ sẵn gần gốc. Cán là cán dẹp. Cầm rất là sướng tay nha nè, cầm rất là sướng. Coi chuẩn chỉ, cứng 100 thì anh em cao bạo lực thả ra. Đây, gáp vô ở thế này. Cho anh em cao bạo lực ngon lành nha. Rồi, giá công khai cây số 9, dài 1m8, dài 1m6, cứng 100. Giá là 1.200.000 luôn nha anh em. Cây số 9 giá 1.200.000. Tiếp theo cây số mừng. Thì cây số mừng gửi những người là một cây cần quẳng, là một cây cần của Daiwa, một cây cần 2 khúc. Thì cây này cứng là cứng 120 và dài là 2m nha anh em. Cứng 120, dài 2m. Cần Daiwa, phôi vẫn là phôi carbon sáng ít. Đây, carbon bít cơ. Phen vẫn là phen Fuji lõi xám. Cái này 2m cứng 120 thì chuyên về cho anh em câu trên ghe, trên bè, dạng câu bạo lực. Bát cần sẽ là bát Fuji. Cái này nặng sẽ là 240g, độc của nó sẽ là 2.4L. Đây, phen nó đây. Rồi, đẹp. Đọt cần vẫn là đọt tháp nha anh em, đọt tháp tăng độ chịu tải với cần lên. Đây. Rồi kỹ cho anh em xem. Cần thì nguyên zin nhé, phen keo chỉ thì ok hết, ngon lành. Sẵn găng guốc nhé, giá ok. Rồi giá công khai cây số mừng, giá sẽ là 900 nha anh em, 900k cộng chip cây số mừng. Tiếp theo cây 11. Cái mô một gửi cho mọi người vẫn một cây hàng tương đối ok một tí, hàng dạng cũng hàng hệ rồi. Thì cái mô một gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Suzumi. Đây, một cây Suzumi nhé. Phôi cần vẫn là phôi carbon. Bát cần sẽ là bát Fuji. Đây, bát cần cây này rất là đẹp nha anh em. Trên đây là một cây inox tiện sẵn nè. Đây, đây là... đây bát rất là đẹp, phen cần thì rất là xịn anh em, phen là phen Fuji, phen lá nha anh em. Đây anh em, phen cần sẽ là phen lá nhé. Đây, phen keo chỉ đây rất là đẹp. Đây, đây. Cần cây này đi chỉ keo thì xuất sắc rồi, men Nhật đi chỉ rất là đẹp luôn. Cây này thì nếu mà đánh giá cảm quan cá nhân thì có thể gọi là chưa qua sử dụng luôn. Đó. Rất là đẹp. Thì cây này sẽ cứng là cứng 50 nha anh em. Cứng 50 và dài sẽ là dài 2m1. Nặng sẽ là 280g. Đọt của nó sẽ là 2.4L nhé. Đọt 2.4L. Đây. Đó. Cứng 50 này anh em câu chép, câu lăn xê, câu ngâm thả ra. Đó. Rất là xịn sò. Đây, cái phần trên đây đi kèo cực kỳ xuất sắc luôn. Kèo bánh kim phủ keo dày hết luôn, rất là đẹp nha mọi người. Cây này anh em xách đi câu là rất là xịn nè, đẳng cấp này. Phen lá rất ok nhé, ngon lành, ngon lành cây cần, rất là đẹp. Đây, cấp nối của nó hồng đây, rất ok nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số mua 1 giá là 1.200.000 luôn nha nè, 1.200.000 cộng ship cây số mua 1. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Suzumi. Đây, một cây Suzumi. Phôi cần vẫn là phôi carbon. Phen cần sẽ là phen Fuji lõi xám. Phen này dạng phen thường nha nè, phen Fuji lõi xám. Bát cần sẽ là bát bát hãng nhé. Cây này cũng ngoại hình cũng rất là ok nha anh em, rất là đẹp. Đó. Tương đối sạch sẽ. Đây, phen lỗ xám. Đây cũng vậy. Đó. Phôi carbon. Cây này cứng 50 và dài sẽ là dài 2m1. Cho anh em là cô lăn xê, cô ngâm. Đó. Con tra, câu chép thả ra. Đây, phen lỗ xám nhé. Cần rất là đẹp. Cây này đẹp, nó đánh giá cảm quan cá nhân thì nó cũng ra tầm khoảng 93-95% nha anh em, cực kỳ xuất sắc nha. Đây, dạng cặp sẵn nè.
Góc này là góc cặc bao sắn nha nè. Cái này thì nó sẽ dạng vàng vàng thế này thì nó sẽ dính băng keo mọi người. Đó, này thì người sẽ ra. Đó. Nó cái cần thì mình đánh giá gơ tầm khoảng 90-95% thì rất là mới rồi. Đây, khoen nó chưa ra ten luôn nè, rất là đẹp. 5 mưng dài 2m1, nặng sẽ là 330g. Đó. Cái này nặng sẽ là cái này nặng sẽ là 330g. Đọt của nó sẽ là 2.7 nha anh em. Đọt của nó sẽ là 2.7 và dài 2m1, cứng là cứng 50. Rồi, giá công khai cây số 12. Giá sẽ là 700k, 700k cộng ship của 12. Tiếp theo cây 13. Cây 13 gửi cho mọi người quản lọt cây cần của Suzumi. Đó. Đây, cây Suzumi. Phôi vẫn là phôi carbon. Phen vẫn là phen Fuji loại xám. Bát vẫn là bát bát hãng nha anh em. Bát hãng của Suzumi. Đây, loại xám. Phôi cần vẫn là phôi carbon. Đây, khúc này là dạng carbon sáng ít nè. Khúc gốc nha mọi người. Đó. Khúc ngọn thì nó dạng nó sắn nhưng mà dạng nó được phủ một lớp sơn á thì rất là khó nhìn thấy. Đây. Đó. Khúc ngọn sắn nha anh em. Khoen lỗ xám nhé. Đó. Cây này cũng đã được qua sử dụng rồi. Cây này đánh giá thì nó ra tầm khoảng 90-92% thôi. Đó. Chứ không được 95 đâu. Cũng còn rất là đẹp cây cần. Keo chỉ nguyên zin. Đó. Nói chung thì mình bán đồ thì mình cây nào độ chế hơi lỗi gì thì mình sẽ báo nhé. Rồi, cái này nặng là 380g, đọt 2.6, cứng 50, dài 2m7. Giá công khai cây số 13, giá là 700 nha nè, 700 luôn. 700k cộng tiếp cái 13. Tiếp theo cây 14. Cây 14 gửi cho mọi người là một cây cần hàng hệ của Daiwa, một cây Daiwa carbon quyết cơ. Đây. Đó, dòng carbon quyết cơ này thì quá nổi tiếng rồi, mình bán cũng khá là nhiều. Đó. Dòng carbon quyết cơ này dòng carbon sáng ít hai da nha anh em. Đó, sáng ít hai da. Đây. Gốc nó thôi nó sẵn gần gốc thế này. Đó. Khoen sẽ là khoen Fuji loại xám, bát sẽ là bát Fuji. Đó, tem quang. Sáng ít nhá. Sẵn gần gốc. Hay cũng vậy. Sẵn rất là đẹp. Cái này thì cứng 50 và dài 2.7. Nặng sẽ là 335g. Đọt của nó sẽ là 3.1 nha anh em. Đọt 3.1. Sẵn ít nha anh em. Sẵn rất là đẹp cái cần. Trên cần nó sẽ thấp cái carbon rất là dày luôn. Dạng giống như là nhiều lớp nha anh em. Đây anh em thấy không? Tháp như nhiều lớp luôn, rất là dày, nhìn rất là chắc chắn đây, chắc chắn và cứng cáp nhé. Đây, bu cần sẽ là bu xít nha anh em, bu xít màu chày. Đây, đó. Cần thì mấy cái này thì cần nó qua sử dụng nên tổng thể nó ra tan thế này nè, anh em yên tâm. Đó, về cạo cạo cứ gọi là ra sạch sẽ liền. Đó, mấy cái này thì độ bền nó rất là cao nha anh em yên tâm. Phôi thì nó sẽ không bị xây xát gì nhiều nhé, còn rất là đẹp. Rất ok. Thì cái này giá công khai cây số 14, giá là 950k nha anh em, 950k cộng ship cây số 14. Tiếp theo cây 15, cây 16. Đó, hai cây này sẽ là dạng hàng hệ của tay qua. Hàng khá là ok. Đó. Thì cây 15, cái 15 gửi chúng người là một cây cần 3 khúc của Daiwa nha anh em. Đây, một cây đài 3 khúc Daiwa. Phen này anh em, đó, nhìn hết toàn không? Phen này phen nòng súng nhá. Phen nòng súng, phen xít nha mọi người. Đây, Fuji nhá. Nòng súng, phen xít. Bát cần sẽ là bát Fuji. Phôi cần sẽ là phôi carbon sẵn, sẵn quăng. Sẵn nổi luôn rồi anh em. Thì cây này 3 khúc. 3m và độ cứng của nó sẽ là 80. Với độ cứng 80 này thì anh em câu cả cha, câu lăng xê, câu ngâm, câu trôi, câu chép gì thả ra. Đó. Độ cứng 80 đối với cần 3 khúc này thì dạng tương đối cứng rồi, xịn sò rồi.
bu của nó sẽ là bu chống sắn, bu xít. Hai lóng này sẽ có hai miếng inox chống nổ luôn. Đó. Đây, rất là đẹp cái càng. Cái này thì nó đắt giá bộ phen của nó nha anh em, bộ phen rất là ok. Cái này sản xuất tại Korea nha anh em, sản xuất tại Korea, cứng 80, dài 3 mét. Cái này nặng sẽ là 390 gram, đọt 21 thôi nha mọi người, đọt 21. Keo chỉ rất là ok nhé, đẹp, góc càng đẹp luôn, phôi chuẩn chỉ. Rồi giá công khai cây số 15, giá là 1.300.000 nha anh em, 1.300.000 cộng chiếc cây 15. Tiếp theo cây cuối cùng, một cây săn hàng đó, đúng nghĩa là săn hàng luôn đó. Thì đây là một cây cần của Daiwa, đây một cây Daiwa, phôi cần sẽ là phôi cần carbon đó, phen sẽ là phen xít, phen xít, phen nòng súng nhá, đây anh em, phen nòng súng nhá, phen xít. Phôi là phôi carbon, phôi carbon này thì rất là dày. Bát cần sẽ là bát Fuji. Phôi carbon sẵn này nè. Tại sao mình nói cái này là một cây cần săn hàng? Thì đây, cái này độ cứng của nó sẽ là 200 và nó dài sẽ là 2m4. Đó. Với độ cứng 200 này thì anh em có thể câu chì nó ra tầm khoảng 1 kg cũng được. Đó. Anh em câu máy điện cũng ok. Đó. Phen này phen nòng súng thì anh em đánh đa năng này, đánh máy đứng, máy ngang, máy điện ngon lành. Bu là bu chống sắn, bu xít, rất là đẹp nha mọi người, cần còn tổng thể rất là đẹp, xây xác rất là ít, dàn chân chỉ cho anh em là săn hàng luôn. Đó. Anh em câu máy điện thì lắp cây này vào cũng đánh rất là ngon lành nhé. Phôi carbon sẵn găng gút. Thì cái này nặng sẽ là 400 gram, đọt của nó sẽ là 3.9 nha anh em, đọt 3.9. Nó thật thì rất là cứng luôn, mình nhắn thì nó còn chưa cong nữa nè. Đó. Cứng 200, dài 2m4. Giá công khai cho một cây săn hàng này, giá sẽ là 1.700.000 nha anh em. 1.700.000 cộng ship. Rồi, đó tổng cộng mình lên cho mọi người 16 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để shop, để số điện thoại shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.